Đây nè, mình nắm, mình lấy nó dài dài một chút, mình thâu vô hai cái ngón tay nè, mình kẹp vô hai ngón tay. Ok, mình kẹp vô hai cái ngón tay nè, đó là mình bỏ lên đây mình cắt nè. Bây giờ mình kéo cái nó ra liền. Bây giờ cắt một cái nó đi liền. Cho nên anh chị em dùng bằng cái dây cắt cũng được, không có sao hết, miễn sao nó đứt là được rồi. Ok, đó. Mình nhớ là mình cắt bằng sợi dây thì nó lẹ hơn, cắt bằng cái dao thì cũng được nhưng mà nó chậm. Là cái kiểu này mình phải cắt cái sợi dây nó lẹ hơn nhé. Ok. Thấy chưa, thấy rồi đúng không? Bây giờ mình thấy rồi đúng không? Thấy rồi, bây giờ mọi ấy nhẹ lại mình cắt ha. Anh chị em thấy hay thì anh chị em share dùm ha. Đó, share dùm cho tình yêu. Rồi. Nhớ cho thêm tí xíu bột cho nó đẹp. Cái món tí mình chỉ cần nó dày mình vuốt nó xuống thôi. Đó, nó xong rồi. Mình bỏ vô đây. Ví dụ như em nào làm lẹ thì cắt hai lúc một ngón, hai ngón một lúc cũng hai ngón một sợi, cắt một lần hai ngón cũng được. Okay, nhớ thọt hai vô hai cái ngón tay nè, đó thọt vô hai cái ngón tay nè, xong rồi cắt nè, đó, bỏ đây cắt nè, à, xong rồi kéo xuống hẳn đứt nè, okay. Nó dễ hơn là mình cắt con dao, ok, nó dễ hơn là mình cắt con dao, đó, cho nên là mình cắt kiểu nào cũng được hết. Con dao thì mình cắt ví dụ 3-4 lần thì con dao nó cắt dễ hơn, tại vì con dao là mình cắt á, là con dao là mình cắt nhiều lần, ví dụ như 3-4 lần. Còn cái này mình cắt để mình còn làm, cái nó không cần phải ngay đâu. Cái này nó không cần phải ngay, tại vì cái này mình còn dán sợi dây nữa, mình còn dán cái sợi dây lên đây nữa, cho nên mình không cần đâu, mình không cần phải làm thiệt là nhanh đâu, à, làm ấy đâu. Em qua học nghề, học mấy cái mánh khóe của anh hả? Anh có nhiều mánh khóe. Anh chị em mua cái đồ sợi dây này nè, nhiều khi mình để trong học, lâu lâu mình ăn cái gì nó hôi, nó ăn cái gì nó dính miệng, mình cắt mình xỉa răng, xong buồn buồn mình đem ra mình xỉa răng luôn, á mình lộn mình xỉa răng xong là mình cắt bột luôn, ok nhớ nha, để dành mình cắt bột luôn đó. Anh chị em nào mà mua cái sợi dây này nào, mua cái hộp này là cái hộp xỉa răng đó, đó cái hộp này là hộp xỉa răng nè, rồi mình xe lại mình xài. Xé lại xong rồi mình dùng cái gì nè, đó mình dùng hai cái ngón tay nè, mình đưa vô là mình cắt nè, đó mình cắt nè, thấy chưa, đó cắt là nó đi liền, chứ xong rồi mình gỡ nó ra thôi, cắt là xong mình gỡ bột ra thôi, bột nó đâu có nó ấy đâu sợ, tại cái này anh chị em nó còn dính cái sợi dây nữa, nó còn dính cái sợi, nó còn bỏ cái sợi dây lên đây, cho nên mình không cần phải làm cho nó đẹp đâu, ok, không cần phải làm cho nó đẹp, đó, thấy không, lẹ không, rất là cực kỳ lẹ. Hello Andy. Đó anh chị em, cái này rất là lẹ luôn đúng không? Mình cắt một chút xíu là xong liền, có gì mà phải chờ đợi hả? Nó đang còn hơi ướt mình cắt cũng được. Cái sợi dây nó hay cái chỗ đó. Anh chị em nhớ cái sợi dây mà nó rất là lợi hại. Ồ anh chị em thấy bộ neo này tình yêu đang làm đơn giản vậy đó nha, làm lẹ lẹ vậy đó, nhưng mà khi mà nó ra đẹp lắm á, chưa có xong đâu anh chị em. Cái này là mình chưa có xong đâu. Đừng có tưởng là nó không đẹp nha, không phải cắt không gì đâu, còn cái phía sau nữa, cái này là để làm cho cái nền thôi, còn cái sau cùng mình còn làm cái nhiều kiểu lắm. Okay. Anh tình yêu ơi, cho keo dán móng, cho keo dán móng nối hiệu gì không rớt móng vậy? Ồ hiệu KDS, hiệu này là hiệu number one nè. Chữ K, chữ D, chữ S, number one luôn. Hiệu đó xài rất good. Hiệu đó xài là không bao giờ mà bị ấy, keo nó rất là good luôn. Ok. À, cảm ơn thầy. Hey, Thịnh Thu, lúc này con làm giỏi lắm rồi nha. Sư phụ rất là an tâm ha. Sư phụ thấy con làm mấy bộ nail, sư phụ khoái quá. Sư phụ đến hỏi lại là lúc này làm giỏi quá trời giỏi. Hồi xưa lên học sư phụ đâu biết cầm cái cọ đâu, bây giờ mới có mấy học 3 ngày về làm, mới có mấy tháng mà làm giỏi design được, nó ghê dữ
dạ, quá dữ quá dữ. Bột này là bột hiệu tình yêu nha chị em, hiệu là hiệu của tình yêu. Bột này tình yêu mua bột màu về tình yêu tự mix, lấy cái tên là tình yêu. Ừ, đây, cái bột này là bột của tình yêu tự mix cái màu ra, nó có cái tên nè, đó, Powder Mix by tình yêu, đó, anh chị em thấy cái chữ không? Anh chị em nhớ mua đi, 17 đồng một hũ nha, bột rất là good. Bột này là bột sản xuất tại Mỹ nha. Đó, bột này là sản xuất tại Mỹ. Rồi, cắt rất là lẹ luôn, chưa đầy 5 phút nữa là xong một bộ tay liền, thấy chưa? Đó nè, nhớ là chọt hai cái tay vô để cho nó thẳng nè, thấy không? Để cho nó thẳng là để xuống là cắt kéo ra thôi, thấy chưa? Nó rất là liền, tuyệt chiêu lắm. Dây đồ mua ở đâu vậy? Dây đồ mua là mua cái gì em? Cái dây này mua trong Warren á, mua trong Warren á, trong chỗ xỉa lan nó không có, nó cần Warren đâu, Walmart gì cũng có mà. Đó. Bây giờ mình đắp nè, đắp màu đen lên đây nè, màu đen nè. Màu đen cho nó khô nè, đó. Bỏ lên nè. Bây giờ màu đen mình đưa nó vô từ từ. Đưa nó vô từ từ. Thấy chưa? Quá độc luôn. Độc hơn thịt vịt nữa. Hello anh Kevin. Độc hơn anh Kevin. Nhìn em vậy chứ còn độc hơn, còn hơn mấy con ghẻ đó đó. Nhìn em đẹp còn hơn á, giá lộn. Em vừa đẹp mà vừa độc nữa. À, mà em vừa lạ mà còn lùng, nó gọi lạ lùng á. Thấy chưa, bỏ vô dễ dàng không? Rất là dễ dàng, nhanh gọn lẹ. Làm sẹt sẹt là có xong mới móng liền. Ở Việt Nam mua được, mà cứ nghe anh tình yêu kêu anh chị em mua đi, bền hết sức. xui cho em ở Việt Nam. Bây giờ anh đang ở Mỹ thì anh phải làm ở Mỹ. Đúng rồi, em mua cái post răng hả anh? Đúng rồi, cái này đã đánh ra. Cái này là cái sợi dây trong đây nè, khi em lấy sợi ra nè, đó, em lấy sợi ra đúng không? Em xe nè, em xe lại, em xe cho nó nhỏ lại, em cắt, đó, xe nè, thấy chưa, thấy em xe không? Xe nó lại cho nó nhỏ lại, đó, xe nó lại nè, đó, xe nó lại nè, đó. Xe nó lại, nó sẽ nhỏ là mình cắt thôi, ok? Nhớ là như vậy. Đó, tí xíu tình yêu làm xong bộ này, tình yêu sẽ chỉ cho anh chị em một cái tuyệt chiêu nữa, đó là kiếm tiền. Rất là easy luôn, nó rất là dễ luôn mà nó đẹp lắm, nó đẹp tuyệt vời như ông mặt trời luôn. Ok, nè móng này nó ngắn nè, không biết làm sao cho nó đẹp, đúng không? Thì mình phải biết cách làm cho nó đẹp. Anh chị em thấy hay thì nhớ share dùm ha. Share đi rồi tình yêu có chia sẻ thêm chứ, có động lực, có nhiều người coi để tình yêu có động lực chứ. Nhiều khi tối về anh chị em hiểu không? Anh chị em mà không xe có nhiều có người nó vô cứ hỏi là anh ơi cái đó làm sao, cái đó làm sao hoài à, chịu nổi không trả lời thì nó cũng không được, mà trả lời thì trả lời không nổi. Cho nên là mình cũng muốn anh chị em xe để cho người ta coi, mình người ta coi xong người ta khỏi hỏi nữa. Không thầy đố mày làm nên. À, lúc mà nói vậy hay lắm nha, nói là không thầy đố mày làm nên. À, học được rồi cái học thầy không thầy học bạn. Mấy anh đường nào cũng nói được hết trơn á. À, lúc mà học chưa học được á, có thầy dạy rồi á, thì nói là không thầy đố mày làm nên, nghe không? Nghe câu này rất là chí lý. Xong là cái học được rồi, cái học thầy không thầy học bạn, à, chết ông thầy luôn. Sáng sớm mà đứa nào tối rồi gần đi về rồi, đứa nào kêu bằng chú là tôi lóc thiệt đó nha. Sẽ cả ngày tôi làm mệt rồi đó, kêu tôi bằng chú là tôi lóc á. Kêu bằng anh đi, chú cái gì, mệt quá. Tao đi tìm đường tự do rồi mà cứ qua Mỹ tao tìm đường tự do rồi cứ kêu bằng chú hoài, chú già muốn chết. Kêu bằng anh đi, ok. Kêu bằng anh nó mới dễ thương, kêu bằng chú nó già cú đế à. Thì nói đúng mà cười gì. Nói đúng mà. Anh chị em, cái bộ này là anh chị em phải coi hết, anh chị em mới thấy được cái nỗi đẹp của nó, ok. Tại vì bây giờ mình mới có làm thôi. Dạ chú. Xe rồi sao anh Nguyễn, khỏe không em trai?
tên em đi anh. Ôi trời ơi má, cái thằng Thiên mà Thiên mì thì suốt ngày gọi tên em đi à. Mày lo về lo con ghệ của mày đi nghe. Thiên kia suốt ngày cứ gọi em đi anh hoài, khổ quá. Gọi em mà ra tiền anh cũng gọi á, phá hoài. Về lo con ghệ đi, lo chân ghệ chiếc BM đi. Suốt ngày cứ lên trên lơ khoe chiếc BM á, là lo cho con ghệ, lo gì cho tôi đâu mà gọi tên em. Nếu mình đắp bột màu lúc khách muốn thiêu lại thì mình vữa hết màu hay là mình vữa một tí? Không, tùy theo cái màu nha anh Bích Hà. Khi mà cái màu á, khi mà em vữa cái màu nó đậm á, em phải vữa nó gần, vữa cho nó hết. Thì khi mà em đắp cái bột màu đậm á, em phải bỏ một bột ly lên nha. Nhớ phải bỏ bột ly lên trước khi mình đắp cái bột màu, nhớ không? Phải đắp, ví dụ như nói đơn giản đi nè, đó bây giờ anh đắp nguyên cái móng màu đen đi, anh phải bỏ một miếng bột lia này lên đây, phải bỏ một miếng bột lia lên đây đó, bỏ lên đây nè, xong rồi quẹt xuống, quẹt ngay cái nào, quẹt ở trên cái móng thịt của anh ta nè, để nó giữ lại cái móng. Rồi khi nó quay trở lại nó phiêu, nó tháo cái màu đen này nó làm cái màu khác thì nó đụng cái bột lia nè thì nó sẽ mới bào hết được, chứ em để gì nó ăn xuống cái móng thịt nó sẽ không bao giờ nó hết được nha. Cho nên mình phải lấy cái bột lia mình bỏ trước. Ok, mình phải làm một lớp bột lia trước rồi mình mới bỏ màu lên sau, bỏ màu đen những cái màu đậm thôi. Còn cái màu lợt thì không cần đâu, màu lợt thì nó quay lại mình bào nó ra hết rồi. Mua cái đầu dũa phá này về phá rất là lẹ, một bộ phá có chừng 2-3 phút là xong thôi. Ok, đây là cái đầu dũa phá, anh chị em mua về vào dũa rất là bền ha. Đó, giờ xong rồi. Hello tiếng Ngô. Bữa nào cách dắt con ghệ qua chở anh đi ăn nhậu hả? Thôi, xe bị êm anh dám ngồi thôi em ơi. Anh ngồi anh sợ lắm. Anh ngồi anh sợ bị êm mông. Tại vì em ngồi sợ êm mông lắm. À, anh ví dụ ngồi Honda rồi hay là Camry rồi thì anh ngồi chứ bị êm trở lên anh không dám ngồi. Anh ngồi sợ êm cái mông, êm cái mông của anh lắm. Sư phụ tình yêu. Đầu dũa phá mua ở đâu? Gọi số điện thoại này cho tình yêu 832-216-7717. Đọc lại nha, 832-216-7717. Gọi số đó đi là sẽ có nha. Ok, rồi giờ mình đắp bột xong. Còn chưa? Chưa xong còn món. Cái này anh chị em phải coi, nó còn cái phía sau này nè, dành cho anh chị em nào muốn design đơn giản á, là cái này kiếm tiền rất lẹ luôn. Đó, kiếm tiền rất là lẹ. À, mua đầu dũa của chú tình yêu xài super nhất hả? Đó, có người quảng cáo giùm tôi rồi đó, thấy không? Cái em này á, mua đồ của tình yêu này ha, rồi thấy tình yêu ca, đúng rồi, anh tình yêu ca hay giống như ca sĩ Đàm Vĩnh Thúy, á lộn, Đàm Vĩnh Hưng. Tôi thấy tôi Đàm Vĩnh Thúy chứ Đàm Vĩnh Hưng gì. Tôi mà Đàm Vĩnh Hưng giờ là tôi đâu có vũ liêu. Là ông nội Hưng ở Việt Nam là tôi cho xuống đất rồi. Anh mà ca cỡ Đàm Vĩnh Hưng là anh cho nó về đi xuống đất luôn à. Em chưa biết đắp bột vậy học bao lâu sẽ biết là 3 ngày em. Em chưa biết, em chưa từng cầm cây cọ luôn, 3 ngày. Có vẻ anh tình yêu nói hơi bị nổ đúng không? Nhưng mà không thấy không tin, thấy rồi mới tin. Nếu cái lớp này tình yêu đã đầy rồi, cái lớp này anh tình yêu đầy rồi. Nếu mà có dịp nào đó anh chị em ở bên Mỹ này á mà chưa từng cầm cây cọ, tới gặp tình yêu 3 ngày thôi sẽ đắp được bộ full set nha. Anh nói 3 ngày là đắp được bộ full set nha, chứ không phải 3 ngày mà làm giống anh là không được. 3 ngày mà giống anh là thôi, chắc lúc đó anh khỏi, anh đâu có làm nail.